Dường như trong những lúc nguy khó, tình người lại càng thêm ấm áp bởi những vòng tay nhân ái luôn sẵn lòng rộng mở. Khi dịch bệnh bước vào giai đoạn cao điểm, cũng là lúc khó khăn nhất về kinh tế. Tuy vậy, những doanh nhân là thành viên của chi hội Thiện Nhân trực thuộc Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh vẫn hết lòng để cứu trợ hàng chục tấn gạo, nhu yếu phẩm, bình oxy và thuốc điều trị cho hàng chục trẻ em mồ côi tại các mái ấm, nhà mở, người khuyết tật, người lao động nghèo, các hộ dân nhập cư, hộ dân sống ở bờ kè và các bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS tại một số quận huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trong tháng 9 vừa qua, bà con ấp Cồn Cù, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đã ấm lòng hơn khi nhận được món quà ý nghĩa từ chi hội Thiện Nhân. Cây cầu kênh số 4 với tổng kinh phí xây dựng 120 triệu đồng đã được khánh thành. Từ nay, bà con nơi đây đã có thể an tâm vào mỗi mùa mưa lũ. Sớm ấp không còn bị cô lập, bà con có thể thông thương an toàn, thuận tiện, trẻ nhỏ có thể đến trường.